sinh hư Minh Đức solo với anh thợ điện. Cậu làm thế này là chưa đúng rồi. Này, ông nhìn cái gì? Ông có biết cái gì không? Ông vào ông làm thử cho tôi xem nào. Cho cậu đến phòng không biết danh tôi đúng không? Tôi là đối thủ duy nhất của bác lao công đấy. Uầy, trông ảo thế nhở? Ông chống đẩy được chứ chắc gì đã biết giữ thăng bằng ở trong cái chuối cái thằng này đúng là trẻ tuổi chưa trải sự đời. Đây là bài khởi động của anh em ở phòng này đấy, ông có biết không? Thế mà cũng đủ. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều ấy, là ông không có cơ được như tôi đâu, ông chỉ khỏe thôi. Vậy à? Đây, xem đi. Đừng có sờ, đừng có sờ nhá. Úi rồi anh nhận em làm đệ tử với.